Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Cà Phê. Mình là Vũ Đệ đây. Trên bàn mình đây là một chiếc máy các bạn chắc chắn có thể sẽ thấy rất là quen, nhưng thực sự là nó rất là lạ đó, nó không có quen đâu. Ủa rồi nó khác gì con Scam 17 bình thường? Con này thật sự nhìn ở ngoài đúng là giống con Scam 17 đúng không? Nhưng thực chất nó là Scam 17 SE. Nó khác ở chỗ là chữ SE. Còn nó khác gì thêm á thì hãy đón xem ngay sau intro nhé. Cấu hình sẽ là điểm có sự khác biệt khá là lớn so với lại SK 17 khi mà chúng ta có được một con máy được trang bị con chip, đó chính là i9-12950HX với số nhân số luồng là 16 nhân và 24 luồng. Đặc biệt là con này là con có thể được ép xung ở trên laptop. Thật sự là Asus, ROG họ đã bơm điện cho con này rất là nhiều khi mà chúng ta đã được bơm lên đến tận là 175W cho CPU khi mà CPU chỉ chạy một mình, và 175W cho con GPU khi mà nó chạy một mình. Tổng cả hai sẽ là 240W khi mà các bạn chạy các tác vụ như là game hoặc là đồ họa mà tận dụng cả CPU, GPU. Lúc đó thì CPU sẽ cắn đâu đó khoảng 65W và GPU sẽ cắn full là 175W. Với cái lượng điện như vậy, với cái sức mạnh của con i9-12950HX này á, thì không có một cái tác vụ nào có thể làm cho cái máy này gặp khó khăn trong việc xử lý cả, và nó sẽ rất là mượt mà luôn. Bên cạnh đó thì nó sẽ được trang bị đâu đó là 32GB và cũng như là 2TSD tốc độ cực cao và cái độ ổn định rất là tốt. Một phần nữa là các bạn sẽ rất là quan ngại khi mà chúng ta được trang bị một con chip cũng như là một con GPU được bơm quá nhiều điện như vậy thì nhiệt độ nó sẽ như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là giật lag đúng không? Thì em này sẽ được trang bị tản nhiệt buồng hơi, thế nên là khả năng tản nhiệt nó sẽ rất là tốt, nên là cái độ ổn định rất là cao. Bạn có thể chơi game trong khoảng thời gian dài mà không bị throttle, cũng như là nó sẽ bị giật lag trong khoảng thời gian mà các bạn sử dụng quá lâu. Và vì lý do tản nhiệt buồng hơi nên là con máy này nó nặng hơn 100g như hồi đầu video mình nói. Và trải nghiệm thực tế, trải nghiệm chơi game cũng như là benchmark như thế nào thì các bạn hãy đón xem video này nhé. Và đây chính là SKE, một phiên bản SK 17 có được cái thiết kế mặt A độc đáo. Khi mà các bạn dùng tia UV chiếu lên, nó sẽ lộ diện những chi tiết mà ROG đã chứa ẩn ở trong đó. Bên cạnh đó là một cấu hình cực mạnh khi các bạn được trang bị một con chip
nó hầu như là tương đồng thôi, nhưng mà sẽ được bơm điện nhiều hơn nè, sẽ được ép xung nè, để có được những trải nghiệm mượt mà nhất và mạnh nhất ở trong thế giới gaming, laptop gaming Windows ở thì hiện tại. Và nó sẽ phù hợp với ai? Nó sẽ phù hợp với các bạn có nhu cầu mà cần một chiếc máy có hiệu năng cực cao, để không phải lo rằng những cái tác vụ mình sử dụng nó có giải quyết được hay không, và không cần phải lo ngại e ngại về bất kỳ những tác vụ nào khi mà sử dụng chiếc máy này. Còn lại thì nó sẽ có những thiết kế cũng như là những cái trang bị nó tương đồng với lại Sky 17. Các bạn thấy em nói như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình dưới cái phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.